Hôm nay Yossi xin giới thiệu cho quý khách dòng sản phẩm máy sấy giày có model là MSG 10DX. Về cái dòng sản phẩm này thì được sử dụng là vỏ ngoài bằng chất liệu inox và cái phần mặt hiển thị ở bên trên là được sử dụng là bằng phím cảm ứng và được tích hợp là có hai cánh và có phần kính ở bên trên ở bên giữa cánh để chúng ta có thể nhìn vào trong sản phẩm của chúng ta nó đã đạt hiệu quả hay chưa. Và phần cánh này nó tích hợp là hai tay lắm và có hệ thống thoát hơi ẩm từ bên trong của máy, nó sẽ thoát ra phần đằng trước để cho giúp cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ sấy khô nhanh hơn. Và cái phần hiển thị của màn hình cảm ứng là nó sẽ có phần hiển thị báo thời gian và nhiệt độ và có hiển thị của quạt, nhiệt độ, ozone và UV khi chúng ta sử dụng, chúng ta cắm điện và chúng ta sẽ điều chỉnh. Và cái dòng này thì nó tích hợp là có 4 chân cao su để giúp chúng ta khi mà sấy nó sẽ giữ để nó sẽ không bị xê dịch của máy. Ở phần bên trong của máy và ở phần bên trong của máy thì nó sẽ có tích hợp là những cái thanh đỡ giày. Ở đây nó sẽ tích hợp là có sấy 10 đôi giày, nó sẽ mỗi một khoang trên của nó sẽ được xếp được 2 đôi và ở đây nó sẽ tích hợp là 10 đôi. Và ở đây những cái thanh này nó sẽ có những cái phần khe thoáng và để chúng khi mà sấy nó sẽ thoát nhiệt từ bên trong của cái cong nhiệt, nó sẽ thoát ra ngoài, sấy từ bên trong của đôi giày nó sẽ sấy ra rất nhanh khô. Với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có kích thước là 1940 x 600 x 650 và được sử dụng nguồn điện là 220V và có công suất là 4000W. Với cái dòng này thì được tích hợp là có một bóng ozone và có 3 bóng UV để chúng ta sấy diệt khuẩn. Và cái dòng này thì với cái giải nhiệt độ của nó max sẽ là 90 độ C và từ 1 cho đến 15 giờ thì tùy vào cái mức độ chúng ta cài đặt để sấy. Và với cái dòng máy sấy này của chúng tôi thì được tích hợp là có 4 quạt gió và 2 cọng nhiệt, nó nằm sâu ở bên trong của cái phần khoang đỡ giày thì nó sẽ sấy trực tiếp nhiệt và quạt nó sẽ thổi hơi nóng từ bên trong, nó sẽ thổi qua các cái thanh đỡ giày này và các cái khe thoáng, nó sẽ giúp cho cái phần giày của chúng ta nó sẽ được nhanh khô hơn. Và với cái dòng máy này thì số lượng sấy 10 đôi thì giúp chúng ta sấy rất là nhanh, những cái đôi giày chúng ta vừa giặt xong chúng ta có thể để vào trong máy là khi mà sấy thì nó sẽ khoảng từ 1 cho đến 3 tiếng thì cái số lượng giày của chúng ta đã khô rồi với cái số lượng nhiều như thế này. Và hiện tại thì bên tôi đang cung cấp ra thị trường khoảng tầm 8 dòng máy với 4 dòng là phím cơ và 4 dòng phím cảm ứng. Như ở trên tay tôi đây là cái dòng phím cảm ứng này đang được thiết kế hoàn toàn bằng mặt cảm ứng và có hệ thống báo sấy theo thời gian, phút, nhiệt độ. Tăng nhiệt độ thì chúng ta có thể tùy chỉnh và một số cảnh báo khi chúng ta sấy. Và hiện tại bên tôi cũng đang cung cấp cho một số các nhà máy, các công ty muốn sử dụng cái sản phẩm và đặt tên thương hiệu của mình lên cái sản phẩm của bên chúng tôi cung cấp. Thì nếu mà quý khách mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thể tham khảo và có thể làm những cái logo hoặc là những cái thương hiệu để lên cái giặt xong sản phẩm của chúng tôi. Quý khách có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0912863364 hoặc là 0928207007 và số điện thoại 0868998663 để có thể được nhân viên của chúng tôi tư vấn cho quý khách về cái dòng sản phẩm này cũng như về giá cả và có thể cung cấp cho quý khách về những cái logo hoặc là thương hiệu để quý khách có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video.